đây, sau khi làm nồi xong cho anh em coi nha. Đây mình quay cho anh em coi lúc zin đó, nó chỉ chạy tới đây thôi anh em. Tại vì làm nồi không nó sẽ chạy lố qua luôn đó, nó sẽ khác biệt giữa xe zin với xe nồi nha. Thời gian làm là khoảng 1 tiếng hơn nha anh em. Rồi, anh em nhu cầu thì qua địa chỉ đây, Bảo sẽ tư vấn nhà làm. Rồi, cảm ơn anh em đã xem tin nha. Chúc anh em toàn tình vui vẻ may mắn nha.